Xe ra trên biển đi. Biển Đông đã dậy sáng. Hoàng Sa, Trường Sa là lãnh thổ và lãnh hải của Việt Nam. Muốn bảo vệ được lãnh hải và lãnh thổ thì phải khỏe vì nước. Tay tay ba xô, khỏe vì nước. Của nhạc sĩ Hùng Lâm. Yeah.